bởi vì anh ấy đang sống và làm việc tại Hàn Quốc nên nhiều khả năng sẽ gặp vấn đề về kết nối khi mà chủ phòng đang là một người sử dụng xe của Việt Nam. Một pha dứt này chính xác của Châu lên Rafaela đó là mục tiêu của bên phía Statin. Nhưng mà Rafaela cũng đã bỏ mạng rồi. Châu vẫn còn sống và lui về. Rất hay một pha trước. Nhưng mà Runo đã tới để chạy chiến. Lúc rồi đây bên phía Statin buộc phải lui về. Một mình Hilda đang ở giữa đội hình đối phương. Bỏ chạy và Saber đã tới rồi. Nhưng mà vẫn thật Aura đã có lớp băng. Nhưng mà Aura đã bị như thế này. Saber tiêu diệt trước thì có thể làm gì. Trong khi đó Hilda lại liên tục lập công. Đối phương chỉ còn một AKI đang lui về mà thôi. Roger vẫn đang chăm chỉ farm nhưng đã về tới nhà rồi. Giờ đây rùa thần thứ hai đã xuất hiện, nhưng có vẻ như tất cả nên lui về để hồi sức thì hơn. Một pha nhảy lên của AKI nhưng mà Mia đã cảnh giác và lui về. Trong khi đó Hilda và Châu đang tấn công, Rafaela đang ở rất gần. Mia đã tới trợ chiến để ăn rùa thần. AKI cũng đã tới nhưng AKI thật sự không còn nhiều máu cho lắm. Một pha nhảy vào nhưng mà rùa thần vẫn thuộc về Mia, thuộc về Satin. Vậy là Mira đã ăn được rùa thần và có thể thoải mái tiến về để hồi lại năng lượng. Đường trên thì Hayabusa vẫn đang miệt mài farm. Hãy cùng xem lượng đồ và tiền của đôi bên vào thời điểm này. Saber và Hayabusa đã hoàn thành được một món đồ. Mira cũng vừa hoàn thành món đồ cho mình. Trong khi đó Roger cũng vậy. Cả Roger và Runo đều lên kiếm huyết linh để tăng gia tăng tốc độ tấn công. Và Yutame dọn lính rất nhanh và lấy đi một trụ của bên phía Fantasy Team. Họ đang nhỉnh hơn một trụ. Hilda đang ở vị trí khá cao. Hãy cẩn thận, Aura đang núp trong bụi. Sẽ tạm thời tắt bản trang bị. Cuộc chiến đường trên giữa Hayabusa và Roger, nhưng họ chỉ nhìn mặt nhau mà thôi. Châu đã dùng ngay kỹ năng lên Rafaela nhưng Rafaela thanh tẩy để mà thoát khỏi khả năng khống chế. Một pha dùng Yuzume hút của Rafaela bên phía Fantasy Team. Roger tranh thủ phá hủy trụ khi mà Hayabusa đã bỏ đường. Nhanh chóng một trụ đã bị phá hủy. Số trụ đã cân bằng, trong khi đó Runo đang thật sự...